Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Chiến thắng ngọt ngào 2-0 của Nong Shim Raffles trước Hoàng Long Freaks đã chính thức khép lại một bảng LCK mùa hè, cũng như đặt dấu chấm hết cho hành trình của Kana. Với cá nhân Kana nói riêng và tập thể Nong Shim nói chung, thành tích hạng 8 quả thật chẳng có gì đáng tự hào. Hay nói đúng hơn, đây còn là một cú tát thật đau bởi những gì mà họ thể hiện từ mùa xuân cho đến mùa hè, trái ngược hoàn toàn với những lời đánh giá có cánh của truyền thông. Người bé bắn nhất còn lại chính là Kana. Đâu ai có thể ngờ một ngôi sao sáng giá tại đường trên ngày nào giờ đã trở nên mờ nhạt giữa muôn vàn những tài năng nổi lên của LCK. Cuối năm 2019, nhiều người đồn đoán rằng Hoolimin Kim sẽ chiêu mộ thêm một hảo thủ đường trên để bù vào khoảng trống mà Kham để lại. Nhưng quyết định khi đó của ông khiến nhiều người bất ngờ. Thực tập sinh Kana mới là người được chọn để đưa lên đội hình chính thi đấu song song với Roach. Màn trình diễn tại Kes Park của Kana đủ để thuyết phục Hoolimin Kim cho anh một suất thi đấu chính thức. Thế nhưng giai đoạn đầu LCK xuân 2020, Roach vẫn là người ra sân chính. Mãi cho tới trận đấu với SLE thì Kana mới được ra sân. Tuy có màn ra mắt không quá ấn tượng, nhưng khả năng học hỏi và hoàn thiện bản thân mới chính là điểm mạnh của Kana. Từ chỗ là một tân binh chân ướt chân ráo, bị ăn hành liên tục bởi Kin, Noguri, anh dần chứng tỏ bản thân mình, trở thành người đi đường trên xuất sắc hàng đầu LCK và đưa tập thể T1 chạm tay vào chiếc vô địch mùa xuân 2020. Với màn trình diễn đầy thăng hoa của mình, Kana trở thành Royal Roader gần nhất sau Cus năm 2017. Theo cách giải thích của bình luận viên StarCraft, thì Royal Cross là con đường hoàng gia mà chỉ vua chúa Cao Ly mới được phép đi trên đó. Khi người bước đi trên con đường hoàng gia thì không ai được phép ngước nhìn, cũng có nghĩa là vua chúa trở thành kẻ vô hình trong mắt dân chúng. Kết hợp lịch sử với hiện đại, các Blue Bean StarCraft cho ra đời thuật ngữ Royal Roader, ám chỉ những kẻ đặt chân lên con đường hoàng gia từ chỗ một kẻ vô hình đến khi cầm cúp sơn vương. Vì vậy, Royal Roader được dùng để vinh danh những siêu tân binh lần đầu tiên ra mắt hay đánh chính, nhưng có thể giành được danh hiệu cao nhất ở giải đấu mà họ tham gia. Cũng nhờ danh hiệu này, cái tên Kana càng được giới báo chí eSports Hàn Quốc ưu ái. Nhìn vào sự thành công rực rỡ mà anh có được trong mùa giải đầu tiên của sự nghiệp, Kana nghiễm nhiên được đánh giá rất cao, cùng với đó là những kỳ vọng của người hâm mộ. Tại LCK mùa hè, Kana tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, dù do T1 thi đấu thất vọng. Anh được khán giả gọi là cỗ máy solo kill, bởi chỉ số solo kill lẫn KDA cao ngất ngưỡng, suýt vượt qua kỷ lục của huyền thoại Marine. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để đưa T1 rệu rã, đạt đến giấc mơ chung kết thế giới. Bước sang mùa xuân 2021, nhưng tưởng mọi chuyện sẽ khá hơn. Thế nhưng lúc này Kana mới chính là nỗi thất vọng lớn nhất của toàn đội. Thi đấu bết bát với KDA 2.44, cùng với đó là màn trình diễn mờ nhạt trước Khan và Doran. Kana buộc phải nhường vị trí của mình cho tài năng rẻ rút. Phải đến cuối tháng 3 năm 2021, Kana mới dần lấy lại được sự ổn định và trở lại đội hình T1. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của DK và Genji, T1 thường xuyên phải đối diện với thất bại thảm hại tại BO5. Thứ mà họ từng vô cùng tự hào ở thời điểm trước đó là gần như không có đối thủ. Kana tuy không phải tâm điểm của sự chỉ trích, nhưng một bộ phận khán giả chắc chắn sẽ có suy nghĩ rằng anh không đủ tốt để đưa T1 trở lại vinh quang năm xưa. Kết quả đúng là như vậy. T1 để thua 2-3 đầy đáng tiếc trước Day One tại vòng bán kết chung kết thế giới 2021. Kana đã không thể hiện được những phẩm chất mà anh nên có. Một Kanan vô hại, không có quá nhiều tác dụng trong giao tranh. Hay một Jayce được dồn nhiều tài nguyên nhưng không phát huy được khả năng cấu rỉa. Đó là tất cả những gì người ta có thể nhớ về kỳ chung kết thế giới đầu tiên, nhưng cũng đáng quên của đại tướng Kana. Cùng thời điểm diễn ra chung kết thế giới, cái tên Kana trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi hàng loạt những ồn ào, đồn đoán xoay quanh việc chuyển nhượng của cựu đường trên T1. Kana được cho là có động thái liên tục gây sức ép lên ban huấn luyện T1, đòi tăng lương và bày tỏ thái độ muốn ra đi, ngay cả khi giải đấu chưa kết thúc. Câu chuyện chuyển nhượng đầy sóng gió giữa Kana, T1, Denwon và Nong Shim trở thành đề tài hấp dẫn trên các diễn đàn. Sau nhiều lần thỏa hiệp, thậm chí là can thiệp pháp luật, cuối cùng Kana đã gặp bên Nong Shim Raffles tại mùa giải 2022. Tưởng chừng mọi thứ kết thúc thì sóng huyền biển lặng. Thế nhưng, đối với Kana và Nong Shim mà nói, sóng gió mới bắt đầu từ đây. Ở mùa giải trước, Nong Shim cán đích LCK mùa hè 2021 với thứ hạng 3, một thành tích đáng ngưỡng mộ. Lineup của họ khi đó, Verich đường trên, Gori đường giữa, bộ đôi sao thủ hỗ trợ là Topdam và Kellyn, với sự dẫn dắt của Peanut đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Nhiều thành viên còn góp mặt trong đội hình tiêu biểu mùa hè. Bước sang giai đoạn xuân 2022, Nong Shim nổ phát súng chuyển nhượng, thay máu toàn bộ đội hình cũ để chiêu mộ về những nhân tố không kém phần tham vọng. Đường trên Kana
Deron Dredd, đứng giữa BDD, sát thủ hỗ trợ là Ghost và Effort. Biệt đội báo thù của Thompson Bradford được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển giữ vững thành tích và xa hơn là giành vé đi chung kết thế giới. Thế nhưng cuộc đời không như là mơ, những cái tên đình đám không còn là bảo chứng cho sức mạnh tuyệt đối của họ ở thời kỳ đỉnh cao. Thompson liên tục gặp thất bại trước các đối thủ, thành tích liên tục sa sút. Đã có lúc, nhân tố ngôi sao giúp cho toàn đội có được những khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi. Nhưng nhìn chung, Thompson vẫn là một tập thể đầy bất ổn. Thành tích top 8 ở cả mùa xuân lẫn mùa hè là minh chứng rõ ràng. Cá nhân Kana đã đánh mất hoàn toàn bản lĩnh của Royal Rodder năm nào. Lần gần nhất khi LCK công bố thông số của các người chơi đường trên, Kana thực sự tàn hình khi không thể có mặt trong bất kỳ hạng mục nổi trội nào. Spotlight hoàn toàn thuộc về Zeus và Doran. Chứng kiến thành tích tệ hại của đại tướng, nhiều người còn cho rằng đây là quả báo mà anh phải nhận vì đã bội bạc T1, nơi đào tạo Kana từ một tuyển thủ vô danh trở thành một ngôi sao hàng đầu được săn đón. Anh phải nhận lấy cái mác là hám danh lợi khi bất chấp muốn đầu quân cho Demon Kia dù vẫn chưa hết hạn hợp đồng. Chính thua, quản lý cấp cao của T1 cũng bất đồng và cho rằng việc làm của Kana và công ty quản lý đã gây ra tổn hại đến danh dự của người đã mất là cố CEO John Kim. Đối với những người đã từng yêu mến Kana, sự hãnh diện, ngưỡng mộ đối với anh đều thay bằng nỗi thất vọng tràn trề. Nhìn vào màn trình diễn của người kế nhiệm Zeus, nhiều fan T1 còn bày tỏ sự vui mừng khi Kana rời đi. Dù chỉ thay đổi một vị trí đường trên, nhưng T1 như được tái sinh trở lại. Tuy hiện tại vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao như mùa xuân, thế nhưng điều đó không thể ngăn họ đến với chức vô địch LCK mùa hè với tâm thế tự tin nhất. Còn Kana, anh chẳng còn gì ngoài tai tiếng, cùng chuỗi thành tích bết bát, đáng quên trong mùa áo nông sim. Không thể phủ nhận Kana còn rất trẻ, còn tài năng và một tương lai đầy hứa hẹn. Mong rằng sau những tháng ngày không mấy dễ chịu, Kana có thể rút ra bài học cho bản thân. Hy vọng ở những mùa sau, chúng ta lại có thể được nhìn thấy hình ảnh Kana đầy kiêu hãnh, tự tin như anh của ngày hôm qua. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.